Thầy xin chào các em. Hôm nay là thầy sẽ ôn cho chúng ta về kiểm tra giữa kỳ 1 môn công nghệ chính. Thì để kiểm tra giữa kỳ 1 môn công nghệ chính thì chúng ta sẽ làm thực hành mối nối ha. Thì chúng ta sẽ có hai đề, là đề 1 là thực hành mối nối thẳng và mối nối dùng phụ kiện, đề 2 là thực hành mối nối rẽ và mối nối dùng phụ kiện. Thì thời gian làm là 45 phút. Thì khi mà chúng ta vào làm kiểm tra đó, thì chúng ta sẽ bốc thăm, chọn bài thực hành và chọn một trong hai đề ha. Và cái thời gian mà để chúng ta làm thực hành đó, để lấy điểm giữa kỳ đó, là tại lớp học, và thời gian là từ ngày 14 tới tháng 11 năm 2022 đến ngày 19 tháng 11 năm 2022. Thì về làm thực hành đó, thì chúng ta sẽ làm là mỗi học sinh là một mối nối thẳng hoặc là mối nối rẽ, cái này là mình làm cá nhân. Rồi sau đó là mỗi nhóm sẽ làm thêm 6 mối nối, là gồm có cầu chì, công tắc, đuôi đèn, vít cắm điện, ổ điện và mối nối vặn xoắn. Thời gian làm thực hành là từ 30 đến 35 phút. Rồi sau đó thầy sẽ đi chấm điểm các em. Về tiêu chuẩn cho điểm á, thì các em chú ý là thứ nhất là cái phần ghi bài và chuẩn bị đồ dùng thực hành, là phần này là 2 điểm. Thì cái phần ghi đầy đủ bài là chúng ta sẽ được thầy cho nửa điểm. Ghi thiếu bài là bị trừ 0,25 điểm. Còn nếu mà không ghi bài thì bị trừ nửa điểm. Như vậy thì nếu mà chúng ta không đem tập theo là coi như chúng ta bị trừ nửa điểm phần này ha. Thứ hai là phần dụng cụ vật liệu thiết bị. Phần này là chúng ta được 1 điểm rưỡi. Thầy cho 1 điểm rưỡi. Tức là chúng ta chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vật liệu mà thầy đã dặn để làm thực hành ha, gồm có, thầy nhắc lại, kìm răng, kìm mỏ nhọn, kìm tuốt, kìm cắt, tua vít. Nếu mà chúng ta chuẩn bị thiếu vật liệu thì sẽ bị trừ 0,25 điểm cho mỗi loại vật liệu bị thiếu. Như vậy vật liệu bài dùng ở bài này là gì? Thứ nhất là chúng ta có dây đơn cứng. Mỗi bạn như vậy là sử dụng cho thầy là 1 mét dây đơn cứng. Một bạn nha, thầy nhắc lại, một bạn là 1 mét dây đơn cứng phi 12 nha. Rồi sau đó là mỗi nhóm phải có thêm là một cái cầu chì, một cái công tắc hai cực, một cái ổ điện, một cái đuôi đèn, một cái vít cắm điện. Rồi sau đó là có băng keo giấy nhám nha. Đấy. Thì tiếp theo là cái phần hoàn thành sản phẩm. Thì phần hoàn thành sản phẩm á, thì phần hoàn thành cá nhân là mình được 4 điểm, là các em sẽ hoàn thành mỗi cá nhân như vậy. Chúng ta sẽ hoàn thành là một mối nối thẳng hoặc là một mối nối rẽ, tùy theo là mình bốc thăm chúng đề nào ha. Tiêu chí cho điểm như sau. Tức là ở đây là thầy cho cái điểm, thầy cho mình điểm trừ để mình suy ra nha, từ cái điểm tổng này mà mình suy ra được cái điểm mình sẽ đạt được ở phần này. Như vậy thì cái phần mà bị trừ điểm là như sau: nếu mà mình hoàn thành xong nhưng mà không thẩm mỹ thì sẽ bị trừ 1 điểm. Tùy mức độ nữa ha. Ví dụ mình làm không thẩm mỹ nhưng mà ít thì có thể là thầy trừ nửa điểm thôi, nhưng mà nếu mà không thẩm mỹ mà nhiều thì thầy có thể trừ 1 điểm. Hoàn thành xong nhưng mà không chặt, nó nói không chặt, không an toàn thì sẽ trừ 1 điểm. Hoàn thành xong nhưng mà không thẩm mỹ, không chặt và an toàn sẽ bị trừ 2 điểm. Chưa hoàn thành cái mối nối là bị trừ 3 điểm, không thực hiện được mối nối là bị trừ hết 4 điểm. Rồi tới cái phần là của nhóm, thì hoàn thành mối nối cầu chì, công tắc, đuôi đèn, vít cắm điện, ổ điện và vặn xoắn. Tức là cái này là nhóm chúng ta, giả sử chúng ta có 5 người thì 5 người cũng phải làm 6 sản phẩm này. Tới cuối giờ là phải nộp đủ 6 sản phẩm. Và phần này mình được 3 điểm, và 3 điểm này mình sẽ cộng với 4 điểm của cá nhân, thì mỗi cá nhân lúc này sẽ được 7 điểm đấy các em. Hoàn thành thiếu một trong các mối nối thì sẽ bị trừ nửa điểm, và cái phần trừ này là chúng ta trừ điểm cho tất cả các thành viên của nhóm. Hoàn thành mối nối nhưng mà không an toàn thẩm mỹ thì trừ 0,25 điểm cho một mối nối, nhớ nha. Rồi về thái độ, là thái độ nghiêm túc là 1 điểm. Và để thầy nhắc nhở lần 1 là bị trừ 0,25, nhắc nhở lần 2 trừ nửa điểm, và nhắc nhở lần 3 là trừ 1 điểm. Như vậy tổng số phần điểm ở 3 phần này là phần A, phần B, phần C, là mình có tất cả là
10 điểm. Tôi nhắc lại nha, phần A là 2 điểm, phần B là hoàn thành sản phẩm có 2 phần, phần của cá nhân và phần của nhóm thì phần này tổng cộng là 7 điểm. Phần C là 1 điểm, như vậy tổng cộng là 10 điểm ha các em ha. Và tùy cái mình vi phạm mà mình sẽ bị trừ điểm, và các em nhớ kỹ những cái nội dung trừ điểm này để khi vào thực hành thầy trừ điểm thì chúng ta sẽ biết được là mình bị lỗi như vậy, mình bị trừ điểm như thế nào ha. Rồi hoạt động trên lớp thì các em sẽ ngồi làm thực hành và sau đó thầy đứng quan sát, nhắc nhở những nhóm vi phạm và chấm điểm trong thời gian thực hành, nếu mà nhóm nào làm xong sớm hoặc là làm xong đúng hạn ha. Rồi tới hạn, tới giờ là khoảng 30 đến 35 phút thì thầy sẽ không cho làm nữa và thầy sẽ chấm điểm luôn ha. Rồi bây giờ thầy giới thiệu với các em một số loại mối nối mà đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu để chúng ta hình dung, chúng ta nắm được ha. Thì thứ nhất là mối nối đạt yêu cầu, mối nối rẻ nè, đạt yêu cầu nè, em thấy các vòng quấn nó xích lại ha, nó không hở. Còn không đạt yêu cầu nè, em thấy nè, các vòng quấn bị hở nè, như vậy nó sẽ lỏng lẻo là một nè. Thứ hai là cái đầu nhọn này nè, em thấy bạn không có bẻ xuống, như vậy khi mà cái đầu nhọn để như vậy thì không, sẽ không an toàn điện, nhớ ha. Tại sao không an toàn điện? Khi ta băng băng keo nó sẽ làm thủng lớp băng keo, không an toàn điện nha. Chúng ta để ý kỹ, khi làm xong là phải bẻ cái đầu dây ôm sát vào cái lõi luôn nha. Đấy, cái này là không an toàn ha. Rồi thứ hai là hình mối nối cầu chì, các em quan sát nè, hình ở đây phía trên kìa, mối nối cầu chì phía trên là an toàn điện nè, đạt yêu cầu nè, em thấy là nó sát nè, nhưng mà ở dưới là không an toàn nè. Thì em để ý nè, cái chỗ đồng này nó hở ra nè, như vậy là dễ gây tai nạn điện nè. Còn bên trong này là hai cái cộng đồng nó giao với nhau luôn, như vậy nó là sẽ làm mất tác dụng bảo vệ của cầu chì nha. Ở đây cái cầu chì em nhớ là nó có cái nắp đậy phía trên, và trên cái nắp đậy đó là nó có gắn cái dây chì nữa ha. Thì khi mà mình nối như thế này nè thì hai bên nó nối tắt với nhau luôn rồi, thì cái nắp chì là coi như mất tác dụng bảo vệ ha. Cho nên là cái chỗ này là không an toàn điện. Đây bên chỗ này cũng hở lõi đồng nè các em. Rồi chúng ta qua mối nối công tắc. Các em nhìn nè, mối nối công tắc, mối nối hình này là không đạt yêu cầu nè. Tại sao? Em thấy là dây nó không xỏ về một hướng, mà thí dụ cái dây ở giữa này, cái cực ở giữa thì xỏ hướng hướng này, hướng bên đây, thì cái hai dây này lại xỏ hướng khác, như vậy là nó không có đúng nha. Rồi cái lõi đồng em thấy là chưa là tuốt quá dài luôn, tuốt quá dài, và như khi mà ta tuốt quá dài như vậy, ta nối vào như vậy thì nó sẽ không thẩm mỹ và không an toàn điện. Mối nối đạt yêu cầu là mối nối này, các em nhìn kỹ nè, ba dây cùng một hướng ha, và cắt gọn gàng ha. Thì đó là một số nhận xét về các mối nối đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu. Các em quan sát cho kỹ và chú ý để khi mà mình làm thực hành mình không có mắc phải những lỗi này nha. Rồi như vậy thì đó là cái phần hướng dẫn. Bây giờ tới cái phần hướng dẫn, chúng ta làm cái phiếu thực hành ha. Thì các em làm cho thầy trước cái phiếu thực hành để khi mà chúng ta vào thực hành thì chúng ta bắt tay vào thực hành luôn, và chúng ta không có mất thời gian để làm cái phiếu này nha, làm trước ở nhà. Thì thứ nhất cái phiếu này là thứ nhất là chúng ta có cái tên lớp, tên nhóm. Rồi ở đây là mình có cái thứ là điền cái ngày mình kiểm tra thực hành. Rồi ở đây là kiểm tra giữa kỳ 1 bộ môn công nghệ ha. Đề thì đề thực hành mối nối thì cá nhân là lúc này mình bắt được mối nối loại mối nối thẳng hay là mối nối rẻ thì mình sẽ điền vào đây. Chỗ này thầy đang để trống. Rồi các nhóm thực hành, các mối nối cầu chì, công tắc, ổ điện, đuôi đèn, phích cắm điện, mối nối vặn xoắn, có nghĩa là những mối nối này là các nhóm đều làm hết. Như vậy thì các chỉ có cái phần cá nhân chỗ này em chưa trống nè, để khi vào mình bóc thăm chúng cái đề là của cá nhân làm là nối thẳng hay là nối rẻ thì lúc đó mình sẽ điền vào đây thôi. Còn những cái này là mình ghi trước hết ha. Rồi sau đó là tới cái phần nhận xét của giáo viên, thì các em sẽ chừa trống cái phần này chừng 4 ô để thầy có nhận xét những cái lỗi vi phạm như thế nào đó thì thầy nhận xét vào đây. Rồi sau đó các em sẽ kẻ một cái bảng gồm có tất cả là 5 cột như thế này. Cột thứ nhất là danh số, thì nhóm chúng ta có bao nhiêu bạn chúng ta sẽ điền vào đây.
rồi ghi tên của các bạn, và các em nên nhớ là để giờ thầy dạy chấm điểm thì các em ghi các bạn có doanh số nhỏ trước và doanh số lớn sau. Rồi, ở đây mình có cái cột là điểm chuẩn bị và thái độ, là cột này là 3 điểm. Điểm sản phẩm cá nhân là 4 điểm, điểm sản phẩm nhóm là 3 điểm. Như vậy tổng cộng là sẽ là 10 điểm. Và nếu mà mình bị trừ bao nhiêu điểm ở đây thầy nhận xét á, thì lúc đó thầy sẽ trừ điểm ở đây mỗi cá nhân. Nha. Như vậy thì phần hướng dẫn của thầy đến đây là kết thúc. Thầy xin chào các em, chúc các em thành công trong kỳ kiểm tra những kỳ sắp tới. Xin chào các em.